động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã và đang mang lại một khí thế thi đua sôi nổi trên tất cả các lĩnh vực với nhiều cách thức và hiệu quả thiết thực. Vậy đơn vị ngoài quốc doanh học và làm theo Bác như thế nào? Đây là câu hỏi và cũng là mối quan tâm có lẽ không chỉ của riêng các đơn vị ngoài quốc doanh trong điều kiện sản xuất và kinh doanh đặc thù. Hãy cùng tìm hiểu cách thức thực hiện ở một đơn vị ngoài quốc doanh như thế. Đây chính là 5 nội dung được triển khai trong cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một công ty ngoài quốc doanh với mô hình trách nhiệm hữu hạn. Điều này đã tác động trực tiếp đến nhận thức và hành động của từng công nhân. Bởi mỗi nội dung đều gắn liền với từng vị trí lao động sản xuất của cán bộ công nhân viên của công ty, khuyến khích và thúc đẩy trách nhiệm, sự sáng tạo, kỷ luật lao động và nâng cao chuyên môn nghiệp vụ. Thì bộ công ty là cũng phát động là học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Thì tổ hiện tại trong tổ hoàn thiện sản phẩm ạ, với bản thân em thì nói chung là cũng đưa ra những cái mục tiêu để mình hoàn thành như là giờ giấc làm việc với lại sản phẩm, và trong cái quá trình mình làm ạ, là phải lúc nào cũng phải nghiêm túc trong công việc, không lơ là, với lại trong quá trình mình làm việc ạ, là phải theo dõi sát sao công nhân trong tổ, anh em trong tổ làm công việc cho đàng hoàng, cũng rất là tự hào, bởi vì mình học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ạ, là nó mình cảm thấy là con người mình nó tự tin và làm việc trong công việc ạ, lúc nào cũng sẵn sàng và năng nổ hơn. Năm 2015 với chủ đề trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết, xây dựng đảng trong sạch vững mạnh, chi bộ công ty trách nhiệm hữu hạn chế biến điều xuất khẩu Lâm Đồng cũng đã thành công với việc cán bộ công nhân viên công ty đã viết bản đăng ký việc thực hiện chuẩn mực đạo đức làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể thiết thực phù hợp với chức trách nhiệm vụ của mình. Bởi vậy, việc học Bác, làm theo Bác ở đơn vị này ngày một hiệu quả. Năm nào cũng phát động tập làm cho tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Cứ đến kỳ các cái kỳ mà tổng kết thi đua 6 tháng một năm ấy, là những ai mà đạt được tấm gương ấy, thì công ty sẽ đưa lên để khen thưởng. Bằng cách thi đua là về thứ nhất là đảm bảo ngày công, rồi là giờ giấc làm việc, rồi tinh thần làm việc và thực hiện đúng đủ các nội quy của công ty, và có nhiều cái cải tiến sáng kiến trong công việc. Đoàn kết, trách nhiệm, sáng tạo chính là yếu tố đã đưa đơn vị vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt trong 6 tháng đầu năm khi nguyên liệu mất mùa, giá nguyên liệu tăng cao nhưng giá nhân xuất khẩu không tăng. Tuy nhiên, với nỗ lực chung của toàn thể cán bộ công nhân viên công ty, doanh thu đơn vị vẫn đạt trên 133%, ổn định mức lương bình quân trên 4 triệu đồng một người một tháng và mở rộng thị trường xuất khẩu. Thành công ấy cũng bắt đầu từ tư duy làm theo Bác một cách thiết thực nhất. Việc học tập làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thì cũng thực hiện chung theo cái chương trình phát động của Đảng ủy khối. Thì ở công ty cũng đang triển khai cho tất cả các đảng viên, 100% đảng viên là viết bản đăng ký học tập, và đồng thời là phát động xuống toàn thể cán bộ công viên là quần chúng là đăng ký và học tập làm theo. Thì qua các đợt sơ kết 3 tháng, 6 tháng, chi bộ cũng tiến hành là sơ kết để mà nêu gương một số tấm gương nổi bật để cho mọi người noi theo. Thì qua cái kết quả đó thì thấy rằng là cái sự nhận thức của cán bộ công viên trong công ty thấy cũng có sự chuyển biến, và người ta coi đó là những cái việc cần làm, các bạn, người ta cũng hướng rất là mạnh. Để có được điều này ở một môi trường sản xuất kinh doanh tại một địa phương cách xa trung tâm, xa khu công nghiệp là hết sức đáng ghi nhận. Và cũng chính từ đây đã lý giải cho sự thành công của cuộc vận động làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng việc ăn sâu, bén rễ vào mọi ngõ ngách, mọi lĩnh vực đời sống, hiệu quả, thiết thực, không sáo rỗng hình thức. Cũng là một trong những gia đình được hỗ trợ từ nguồn vốn vay tiết kiệm vì phụ nữ nghèo, chị Lê Thị Thanh Huyền cũng ở tại phường 10, thành phố Đà Lạt, đã dùng số tiền này để tạo việc làm cho bản thân, mua dụng cụ khoai lang, chuối để bắt đầu gánh hàng nhỏ chuối chiên, khoai lang chiên của mình. Với thu nhập trên dưới 100.000 đồng mỗi ngày, bữa cơm gia đình của chị thêm đầy đủ hơn. Các con nhỏ có thêm quần áo mới khi đến trường, gia đình cũng bớt khó khăn hơn.